Xin mến chào quý cô bác, bà con. Hôm nay mời quý cô bác, bà con uống cà phê chiều nha. Thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay đó, em cháu muốn chia sẻ với quý vị. Cái đề tài đó, là tại làm sao các anh Việt Kiều ở Mỹ lại về Việt Nam lấy vợ. Sao không lấy vợ quách bên đây cho rồi đi, về chi lấy vợ bên đó cho nó khổ vậy. Và vấn đề mà trước đây em có chia sẻ hai bài, đó là những lý do mà chị em phụ nữ Việt Nam mình lấy chồng Việt Kiều. Cứ nghĩ rằng là khi chúng ta lấy chồng Việt Kiều thì chúng ta giống như được một cái ân huệ và sẽ giàu to, và chúng ta sẽ đổi đời, sẽ sung sướng. Thử thật có vậy hay không thì em cũng đã nói rồi. Và trước khi thằng em chia sẻ cái đề tài này thì cũng kính mong quý anh, nếu có thấy đụng chạm cũng xin rộng lượng bỏ qua cho, bởi vì muốn nói sự thật cho nhiều người cùng nghe. Và sự thật này có thể nó hơi đắng lòng chút, nhưng mà cái này không phải là tất cả là như vậy nha, chỉ một phần lớn nào đó thôi. Thì cái bài chia sẻ này cũng nhằm mục đích là nói rõ, nói thẳng, nói thật cho các chị em phụ nữ biết. Rồi cái chuyện mà chị em tự quyết định thôi, chứ mình không có ý gì hết. Và mình không phải là mình muốn dìm hàng quý anh, tại mình cũng là đàn ông. Thì thôi, cụ thể như thế này. Lý do tại sao quý anh mình, Việt Kiều mình á, về Việt Nam lấy vợ, đơn giản bởi vì sao? Bên đây khó lấy vợ, nếu mà nói nôm na gọi là ế, mà cũng khó gớ được mấy em gái bên này. Tôi nói có quá đáng không thì các anh tự suy nghĩ mà xem. Như thế này nha, phần lớn chúng ta về Việt Nam lấy vợ, chúng ta đâu có thời gian để mà yêu đương đâu, đúng không? Thì nhờ người này giới thiệu, người kia giới thiệu, mà gọi từ gọi là những người làm mai làm mối đó. Thì đã làm mai làm mối thì ế mới làm mai, chứ không ế ai làm mai, đúng không nè? Thì mấy anh nói thì có cung thì có cầu, thì có cũng có nhu cầu thì mình cũng cung ứng thôi. Nhưng khi mình sống bên đây mình mới tìm hiểu, mình thấy một điều như thế này. Nếu như mà cánh đàn ông mình á, mà qua bên Mỹ này từ lúc nhỏ. Nhỏ là như thế nào? Nhỏ là có thể từ tuổi 15 đổ lại. Qua từ bé dù 1-2 tuổi cho đến 15 tuổi đi, gọi là bé đó. Thì rất là may mắn. Còn mấy em mà nó sinh ở đây thôi miễn bàn rồi, nó còn khác hẳn nữa. Mình nói với người qua lúc trẻ thôi thì may mắn được học hành từ nhỏ, được giáo dục theo kiểu Mỹ từ nhỏ, và bị ảnh hưởng bởi cái lối sống Mỹ rất là sâu nặng. Và như vậy thì học hành đàng hoàng, sau đó thì cái cơ hội mà lên được cao đẳng đại học và có cha mẹ lo lắng, bởi vì từ lúc nhỏ đến lớp 12 thì đâu có tốn tiền gì đâu, học thoải mái, ngôn ngữ vân vân, coi như rất là ok. Lớn lên thì nếu mà cha mẹ không có tiền cho đi học thì đi mượn tiền học thôi. Thì học thì chắc chắn rằng là cái người châu Á mình hay lắm, với người Việt Nam mình học rất là giỏi, thì ra kỹ sư, ra bác sĩ, ra những người có bằng cấp ok. Thì trong quá trình các em nó học như vậy đó, thì xin thưa với quý vị đó, những cô bé mà du học sinh á, không những của Việt Nam đâu mà những nước châu Á, thì họ luôn luôn là tìm cách để mà săn mấy anh chàng này rồi, chứ không có cửa để mà mấy anh này thoát được đâu. Bởi vì sao? Kiếm được một anh chồng ha, mà có bằng cấp đại học, tiền đồ có, chứ hãy ra bác sĩ, kỹ sư nha, làm là cuộc đời coi như là tốt rồi, mà được cái tấm vé thì ở lại Mỹ nữa, thì làm sao mấy nàng buông tha, đúng không nào? Đấy, cho nên á, mấy anh chàng này cũng chẳng cần phải đi kiếm vợ ở đâu, coi như là mấy em hốt hết rồi. Và chưa kể nha, nếu mà mấy anh nào mà kén quá có ra trường đi nữa, ra trường rồi thì coi dạng ế bên này đi,
thì những gia đình Việt Nam cũng ngắm nghía, và cha mẹ các anh đó thì cũng ngắm nghía, bởi vì ai cũng mong muốn rằng mình có một cái đứa con dâu hay con dâu là cũng là người Việt Nam thì nó dễ hơn là để cho con mình đi lấy Mỹ, nó đi lấy những quốc gia khác thì nó bất đồng về ngôn ngữ, khó chịu lắm. Thì cũng gán tìm, nhưng mà tìm thì cũng phải tìm sao cho nó phù hợp với con mình, và đỡ cái khỏi mất công phải mất thời gian bảo lãnh vân vân, khỏe đó, để cho con mình nó lo lắng, nó làm ăn rồi nó phát triển sự nghiệp của nó. Cha mẹ ở đây thường có tư duy đó. Thì cho nên nói lại, những em trẻ như vậy, nghĩa là những em trai hay là những, nói chung là những cánh đàn ông mình nó trẻ như vậy mà khi lớn lên phát triển như vậy thì đâu có cần phải lo lắng cái chuyện mà kiếm vợ chi cho nó mệt. Còn ngược lại, phần lớn anh em chúng ta đó khi qua Mỹ ở cái tuổi gọi là lửng lửng lơ lơ, ví dụ như từ hai mấy trở đi á, thì qua đây á, quý vị biết rồi đó, lo bươn chải cuộc sống, cài bữa mật, cho nên nó đâu có thời gian mà đâu có cái ý chí đâu mà học được. Người nào mà học được xin lỗi, đếm đầu ngón tay, cao lắm là 30% là cao lắm rồi đó. Tôi nói ra chứ thật ra chưa dắt tới 30% những người mà qua đây mà có thể học lại lấy bằng cấp đàng hoàng và tiến thân. Đa số là chúng ta đi làm lao động chân tay, chẳng hạn như là đi làm hãng, chẳng hạn như đi làm nail, chẳng hạn như đi làm nhà hàng, nhân dân các thứ ha. Thì quý vị nghĩ đi, ở cái tuổi như vậy mà công việc mình như vậy, lương bổng như vậy, thì hỏi thiệt các bạn nha, phụ nữ bữa nay nó có để ý tới mình không? Phụ nữ này nó khôn lắm, người ta phải nhìn cao hơn, người ta phải tính toán cuộc sống người ta chứ không lẽ mà nói là chảnh không đúng. Tại vì họ phải tính toán cho cuộc đời của họ, họ phải gửi gắm những người nào mà họ yên tâm về kinh tế. Bên đây mọi thứ đều là everything is money, cho nên nhớ điều đó, tất cả là vì tiền hết, cho nên họ phải tính như vậy chứ. Không có cửa lấy, nói thật sự như vậy. Cho nên thôi thì mình đã lỡ bèo rồi thì còn một cửa cuối cùng, cái mát Việt Kiều vẫn ngon, cái mát Việt Kiều vẫn ngon, cho nên trở về Việt Nam. Bên đây nhiều khi rách như tổ đĩa đó, nhiều khi nhà không có để mà ở đó, đi xe phòng. Hoặc là có nhiều người quý vị biết không, ngủ ngoài xe hơi luôn, có đó, có những người cờ bạc, có những người mà rơi vào những tứ đổ tường thì hoàn cảnh nó thiếu gì, nhưng mà được cái mát Việt Kiều. Cho nên về Việt Nam tút lên tí, ăn mặc đồ hiệu một chút, xịt nước hoa một chút, lấy thẻ cà mua mớ đồ hoặc là lấy tiền về xài, thì lắm em vẫn bị sao, vẫn bị làm thôi, và vẫn nhìn anh một cái vẻ rất là bạc thiệp, một người coi như là văn minh hiện đại, về ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, tôn trọng phụ nữ, chiều phụ nữ, phụ giúp việc nhà, vân vân và vân vân, rất là ga lăng, và mở miệng ra pha chút tiếng Mỹ, ôi tuyệt vời. Và đôi khi nổ một chút đâu có sao đâu. Bên đây làm hãng nó, ô anh bên đó làm super vai, anh làm lip line, hoặc là làm nail, ô anh chủ nail em, hoặc làm nhà hàng, ô anh là chủ nhà hàng, như vậy ai mà biết đâu để mà kiểm tra. Và cơ hội, mặc dù già già cho tôi nè, về cũng có thể dớt được những em hai mấy được nha, mười mấy là hơi quá đáng, như tôi bốn mấy rồi tôi có thể dớt được em hai mấy được, trẻ đẹp được, ok. Bởi vì sao, yêu không thì không cần biết, nhưng đa số người ta nghĩ rằng à, có một anh Việt Kiều đưa mình qua Mỹ quá tuyệt vời, qua đó mình sẽ đổi đời, nhất là những em ở dưới quê đó, ôi cha, qua đó sẽ đổi đời, mình thoát khổ và qua đó là một cuộc sống của đất nước văn minh, mình không bị chồng đánh đập, mình không bị chồng gia trưởng vân vân thứ. Ở đây mấy anh cứ say sưa be bét, chán lắm rồi. Nhìn một anh Việt Kiều về thấy chưa, văn minh lịch sự, ăn nói nhã nhặn, chiều chuộng phụ nữ, rất là ra lắm, cuộc sống quá tuyệt vời. Mà người ta khao khát thì người ta đi Mỹ, người ta tốn vài chục ngàn để người ta có thể lo được, người ta đi Mỹ. Tại sao bây giờ mình có cái vé đi Mỹ, tại sao mình không đi qua đó, biết đâu mình qua được, mình sẽ cưu mang được cho gia đình mình, mình giúp đỡ gia đình mình. Suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Đấy các bạn. Và Việt Kiều vẫn có giá. Bây giờ thì phải nói là Việt Kiều mất giá hơn ngày xưa nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn còn có giá. Nhất là về những vùng quê đi, giá vẫn còn ngon. Chưa kể
Nói này ra hơi động chạm một chút nè. Độc thân á, thanh niên độc thân, đàn ông độc thân như mình ở đây á, xin lỗi nha, là ngoài không có dư đâu. Tại sao? Tôi đã làm bài toán phân tích rồi. Tháng làm cho trừ thuế được 2.000 đi, à, trừ tiền phòng mấy trăm, nếu ở mướn bạc bên là cũng 500-600 rồi. Tiền ăn, tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền này tiền nọ. Xin lỗi nha, dư tháng chưa được 500 đô nữa. Dư 500 là giỏi lắm á. Đàn ông độc thân khó mà có thể có nhà có cửa và khó mà có thể khá được lắm. Cho nên á, phải lấy vợ thôi. Còn cái nữa, độc thân nó đóng thuế nhiều hơn là những người có gia đình. Do vậy, kiếm cô vợ qua đây vừa có được cái nguồn an ủi ha, vừa có người sinh con cho mình, vừa có người đóng thuế phụ với mình, vừa có người trả tiền phòng với mình, vừa có người phụ cho mình, thì dư được cái đầu lương đó. Quá đã đúng không? Và khi có vợ rồi thì có cơ hội sẽ mua nhà, mua cửa được các thứ. Đấy. Cho nên á, khi phụ nữ qua đây á, vỡ mộng nhiều. Và đa số các anh bên đây á, đôi khi đưa vợ qua thời gian đầu, không dám cho vợ biết nhiều thứ đâu. Không dám cho đi học, không dám cho học lái xe, không dám cho đi làm sớm. Tại vì biết sợ nàng biết sớm á, thì lại phải đau ra mình này nọ kia thì cũng hơi kẹt. Nhưng mà càng làm như vậy đó, thì cuối cùng các nàng biết được là cái nàng chán. Và cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đó chính là có cái bài hát là tôi đã lầm đưa em sang đây đó. Nhưng mà không biết ai lầm, ai lầm thì chưa biết. Nhưng mà mình đã sai ngay từ đầu rồi, không dám nói thẳng nói thật. Cho nên qua đây người ta sốc, thì người ta bắt đầu người ta chán. Mà nó xuất phát từ cái chỗ không phải tình yêu thật, cho nên là nó rất là dễ xa nhau. Đó là lý do mà rất nhiều những vụ ly hôn của những người mà qua bên Mỹ này đưa vợ qua. Bởi vì người ta nói một câu á, không khéo mày đưa vợ, mày mang vợ cho người khác à. Đúng vậy các bạn. Đôi khi có nhiều người mang phụ nữ qua đây, đưa vợ qua đây, nhưng cuối cùng rồi thì say goodbye rất là nhanh. Và người ta phải tìm một tấm chồng khác, những người phù hợp với họ thôi, chứ họ không thể chịu nổi người gian dối như vậy. Có nhiều người bạn tin không? Qua đây á, theo chồng qua đây, tưởng đâu chồng ngon bảnh tỏn, cái xe lành lặn không có mà đi đó, tiền phòng á không có để mà trả nữa đó. Nhiều người ngủ xe luôn á, tin không? Sốc quá sốc. Công việc á thì nhiều khi á, bị lay off nữa, không có việc để mà làm nữa. Nhiều khi đem vợ qua nhưng mà lo không nổi nữa, khổ lắm quý vị. Có nhiều người bảo lãnh vợ phải nhờ này kia để mà bảo trợ tài chính, chứ bản thân đâu có lo nổi. Đấy. Thôi, càng nói thì nó càng đụng chạm và càng nham nhở. Thôi thì mình cũng khuyên một câu như thế này. Thứ nhất, các chị em phụ nữ mình hãy tìm hiểu thật kỹ nha. Chứ đừng có nghĩ rằng ai cũng được may mắn. Cái số lượng may mắn ít lắm quý vị. Ít lắm. Dân tôi vẫn tin là có những tình yêu thật sự, nhưng mà hiếm lắm. Còn đa số thì quý vị tự hiểu rồi đó, đánh đổi thôi. Thì cái giá phải trả thì quý vị biết rồi. Thứ hai, một lần nữa Cũng xin thưa với quý anh, quý anh đừng giận em tội nghiệp. Em nói sự thật thôi. Tại vì đôi khi mình không nói đó thì cũng chẳng ai nói đâu. Nói thẳng nói thật đi các anh, để sau này người ta dễ thông cảm. Đối với mình thì cái gì nói thật đi, vợ mình nó dễ thông cảm hơn. Mình có làm sao mình nói vậy đi, người ta thương thiệt. Thì qua đây thì vợ chồng nó hạnh phúc và nó dễ làm ăn hơn. Chứ mình dối người ta rồi người ta cũng tìm ra, mất công rồi người ta bỏ mình đi, mình mất nhục nữa. Đó, thì mong các anh cũng suy nghĩ lại khi mà có ý định về Việt Nam lấy vợ. Thì nói thẳng nói thật đó, thì tôi bên Mỹ tôi vậy đó. Tôi vậy đó, chịu thì lấy tôi. Đó, qua khó khăn nhưng mà thương tôi thì hai chồng cùng làm, thế thôi thì sẽ thành công. Nhưng mà tin đi, nếu mà hai chồng cùng chí hướng cùng làm thì thành công sớm lắm và giàu nhanh lắm. Rồi, kỳ sau đó thì em sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là vì sao Việt kiều hay bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ để làm gì, có phải để báo hiếu hay không, hay vì mục đích khác. Kỳ sau mình sẽ nói rõ điều đó. Và cái chuyện đó nó còn đụng chạm dữ nữa, nhưng phải nói cho mọi người cùng nghe.
Rồi video này nếu mà nghe được mà ai ủng hộ em thì vui lòng xin nhấn nút đăng ký, subscribe, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhất là những chị em phụ nữ mà đang có ý định muốn đánh đổi cuộc đời mình để mà đi qua Mỹ bằng con đường hôn nhân. Hãy xem cho kỹ video này. Và nếu như quý vị cảm thấy bức xúc, chửi bới gì đó, thoải mái comment đi để em xem coi coi cái mức độ nó đến mức độ cỡ nào. Và nếu thật sự ai đồng tình cũng xin ủng hộ cho em những dòng comment, hãy nói thật lòng mình đi để biết quý vị đang suy nghĩ cái gì. Rồi xin trân trọng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo.